Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Trứng gà ngâm với thứ này, đau nhức xương khớp đến mấy cũng khỏi, cực đơn giản, ai cũng nên biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe Đẹp Online của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh cơ xương khớp ở Việt Nam không còn mới, nhưng chưa được quan tâm và phòng ngừa đúng cách. Tháng 11 năm 2022, chị Ngọc 39 tuổi, nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, có nghe đồng nghiệp rủ nhau đi massage và kéo giãn xương khớp. Điều mà khiến chị ngạc nhiên khi đến nơi đó là đa phần những khách hàng ở đó là tầm tuổi chị và có khi còn trẻ hơn. Và điểm chung của họ đó là đều đau nhức cổ, vai, gáy, tê bì chân tay và có người còn bị vẹo cả cuộc sống nữa. Điều này khiến cho họ hết sức mệt mỏi và khó mà tập trung vào công việc được. Số liệu thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam chỉ ra rằng có khoảng 30% người từ trên 35 tuổi, 60% những người trên 65 tuổi và 85% những người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Trong chương trình của ngày hôm nay, Khỏe Đẹp Online sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn hai nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, viêm khớp có ăn được trứng gà hay không? Nội dung thứ hai, các bài thuốc quý chữa bệnh xương khớp bằng trứng gà hiệu quả. Trong đó, cách sau cùng sử dụng trứng gà trị viêm khớp của người Nhật Bản là hiệu quả nhất. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Viêm khớp có ăn được trứng gà hay không? Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trứng có chứa các hợp chất chống viêm. Vì vậy, việc ăn 2 quả trứng mỗi tuần ở người bị viêm khớp lại mang lại lợi ích rất tốt. Ngoài ra, trong trứng còn chứa cholesterol, một loại chất béo có thể thúc đẩy quá trình làm viêm trong cơ thể. Tuy nhiên, điều này thường chỉ xảy ra ở những người có tình trạng kháng insulin hoặc rối loạn chuyển hóa. Thứ hai, lợi ích sức khỏe của trứng đối với người bị viêm khớp. Trứng giàu chất dinh dưỡng và mang lại một số lợi ích sức khỏe cho người bị viêm khớp như sau. Trứng có đầy đủ chất dinh dưỡng bao gồm protein, vitamin D, choline, axit béo omega 3, protein và các chất chống oxy hóa. Sự thiếu hụt của vitamin D có liên quan đến bệnh viêm khớp dạng thấp. Nếu có thể, hãy mua trứng từ những con gà được nuôi trên đồng cỏ vì những quả trứng này có xu hướng chứa nhiều vitamin D hơn. Chuyển sang phần thứ hai, những bài thuốc quý chữa bệnh xương khớp bằng trứng gà. Bài thuốc thứ nhất, chữa bệnh viêm khớp bằng trứng gà hiệu quả. Viêm khớp là khớp xương bị ăn mòn ở dạng rối loạn tại khớp dẫn đến viêm các khớp. Người bị bệnh viêm khớp thường hay bị nhức nhối khó chịu, vị trí thường hay là đau ở các khớp tay, khớp vai, khớp đầu gối, đau khớp trên xương sống và ngay cả ở vùng xương chậu. Nói chung thường thì xương khớp nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Trị bệnh đau viêm khớp cũng không khó. Với bài thuốc quý bằng phương pháp trứng gà dân gian đơn giản thì cực kỳ hiệu quả. Bài thuốc như sau. Rửa sạch 3kg trứng gà ta, lấy lòng trắng làm thuốc, mỗi lần dùng 2 quả. Lấy lòng trắng bỏ vào cái chén và đánh đều lên cho đặc lại. Dùng muỗng để khuấy đều lên và uống từ từ. Nếu khó uống, bạn có thể bỏ thêm mật ong rừng nguyên chất. Cố gắng kiên trì uống cho hết 3kg trứng gà khoảng 1 tháng. Với phương pháp này, bạn sẽ loại bỏ được bệnh viêm khớp hiệu quả thành công. Bài thuốc thứ hai, cách sử dụng trứng gà trị viêm khớp của người Nhật Bản. Dùng trứng gà trị viêm khớp là cách chữa bệnh được người Nhật Bản và người Trung Quốc áp dụng từ lâu đời. Công thức tạo ra bài thuốc này vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng trứng gà và giấm táo qua vài bước thực hiện. Hãy cùng Khỏe Đẹp Online cùng tìm hiểu phương thức thực hiện như sau. Công thức trị viêm khớp bằng trứng gà ngâm giấm. Bí quyết sử dụng trứng gà trị viêm khớp, đau lưng mỏi gối được các samurai của Nhật Bản chia sẻ. Đây là công thức được sử dụng từ rất lâu đời. Nó đã được chứng minh và công bố bởi Healthy Food Star là có khả năng bổ sung canxi, protein và nhiều dưỡng chất khác giúp cơ thể được khỏe mạnh, xương khớp được dẻo dai, chắc khỏe. Y học cổ truyền, y học Trung Hoa cũng đã công nhận công thức đặc biệt với nguyên liệu từ quả trứng gà này. Ngoài tác dụng làm mạnh gân cơ còn có tác dụng điều hòa sức khỏe của gan, tạng thận và cân bằng cơ thể. Ở Trung Quốc, đây là món ăn tốt cho sức khỏe, có tuổi đời cách đây 1.800 năm. Còn ở Nhật Bản, như vừa được chia sẻ, các samurai của Nhật Bản sử dụng bài thuốc này như một món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe có tác dụng tốt đến hệ xương khớp, đặc biệt là với các bệnh nhân viêm khớp. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị 150mg giấm táo nguyên chất, 1-2 quả trứng gà ta. Cách làm. Bước 1. Rửa sạch quả trứng gà. Mọi người cần chú ý lựa chọn trứng gà ta chuẩn. Những người ở thành phố có thể nhờ người ở thôn quê để mua hộ. Việc lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc sẽ đảm bảo hiệu quả chữa bệnh viêm khớp tốt hơn. Trứng gà phải được rửa thật sạch. Sau khi rửa sạch, hãy tráng qua một lần nước sôi để loại bỏ các vi khuẩn, rồi lau khô và cho vào một chiếc cốc có nắp đậy. Bước 2, bạn đổ giấm táo vào cốc đựng trứng, đổ sao cho ngập mặt trứng là được.
ngâm trứng trong dung dịch giấm táo, đậy nắp chặt và bảo quản nơi thoáng mát. Sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày là bạn có thể sử dụng. Bước 3. Sau khoảng 1 tuần ngâm trứng trong giấm táo, bạn sẽ thấy phần vỏ trứng bị ăn mòn và hòa tan hoàn toàn vào trong dung dịch này. Tuy nhiên, phần màng trắng trong quả trứng gà vẫn còn. Hoặc nếu bạn muốn sử dụng nhanh chóng thì có thể ngâm trứng trong giấm táo chỉ khoảng 2 ngày. Phần vỏ trứng sẽ mềm ra và bạn nhẹ nhàng bóc loại bỏ phần vỏ trứng. Cố gắng không để lòng đỏ và lòng trắng ở bên trong bị vỡ ra. Sau khi đã loại bỏ được vỏ trứng thì tiếp tục ngâm trứng trong 1 ngày nữa là có thể dùng được. Bước 4. Bạn chọc thủng màng trứng ở bên ngoài để vỏ trứng vỡ ra, đánh đều trứng với giấm táo. Cách dùng: sau 1 tuần, bạn thu hoạch được một sản phẩm hỗn hợp từ trứng gà với giấm táo có tác dụng rất tốt cho sức khỏe và hệ xương khớp. Mỗi ngày bạn ăn hỗn hợp này 3 lần, mỗi lần khoảng từ 20mg, pha dung dịch với một cốc nước ấm, rồi uống trước bữa ăn 30 phút, có thể cho thêm một chút mật ong nếu muốn. Kiên trì sử dụng đến khi nào hỗn hợp hết hoàn toàn, chắc chắn bạn sẽ thấy hiệu quả mang lại rất rõ ràng. Sau khi dùng hết món trứng gà ngâm giấm táo, bạn hãy ngưng khoảng 1 tháng rồi tiếp tục thêm một lần nữa nếu bạn thấy kết quả lần đầu tốt. Sản phẩm này cực kỳ lành tính, do đó mọi người có thể sử dụng mà không hề có tác dụng phụ. Tuy nhiên, hãy chú ý dùng đúng cách để mang lại kết quả tốt nhất. Các đối tượng: người già thường bị đau lưng, mỏi gối, những người bị đau nhức xương khớp, viêm khớp, thậm chí là cả những người trẻ tuổi, đặc biệt là những đối tượng phải ngồi nhiều, làm việc nặng, vất vả, nên thử công thức này một lần để thấy kết quả bất ngờ. Chú ý, khi làm món trứng gà trị viêm khớp, đau nhức xương khớp, cần chú ý những điểm sau để tránh làm phản tác dụng. 1. Hãy lựa chọn trứng gà ta chuẩn, mua giấm táo đảm bảo chất lượng. 2. Rửa thật sạch trứng trước khi bắt tay vào thực hiện. 3. Khi ngâm trứng trong giấm táo, nếu bạn muốn nhanh thì cần phải chú ý chờ đủ thời gian để các chất oxy trong vỏ trứng được chuyển hóa vào hỗn hợp, phải đợi cho đến khi vỏ trứng mềm ra mới mang lại tác dụng. 4. Công thức trên phù hợp với mọi lứa tuổi. 5. Khẩu vị không hề dễ ăn chút nào nên bạn cần xác định và cố gắng để có thể chữa trị bệnh tật, nâng cao sức khỏe được tốt nhất. Sau khi thu được thành phần, bạn nên bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần. Có một số trường hợp như bệnh nhân bị dạ dày khi ăn món này bắt đầu sẽ bị ợ chua hoặc đi ngoài. Tuy nhiên, kiên trì sau một vài lần sẽ không còn bị nữa. Sức khỏe trở lại bình thường, hãy sử dụng đúng liều lượng để đảm bảo an toàn. Việc chữa bệnh viêm khớp bằng trứng gà là phương pháp lành tính và tiết kiệm. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp chữa bệnh mà chỉ là có tác dụng giúp người bệnh làm giảm đau và cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình điều trị bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn không có thời gian hoặc không thể mua được trứng gà ta chuẩn để có thể thực hiện được bài thuốc nêu trên thì bổ sung canxi và protein là cần thiết. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm canxi và protein, tuy nhiên được đánh giá với hiệu quả cao và sự tiện dụng vẫn là canxi hữu cơ và whey protein. Canxi hữu cơ dễ hấp thụ hơn và dễ hòa tan, không gây ra hiện tượng nóng trong người, mụn nhọt hoặc táo bón, giúp giảm nguy cơ bị vôi hóa và giảm sự cản trở hấp thụ sắt và acid folic. Whey protein được coi là một loại protein hoàn chỉnh vì nó chứa tất cả là 9 loại acid amin thiết yếu. Nó cũng chứa leucin, isoleucin và valine là các acid amin chuỗi BCAA quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp. Hàm lượng, chất lượng canxi và whey protein phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu từ trồng trọt, chăn nuôi đến khâu chăm sóc, thu hái và chế biến. Ở trong những điều kiện nuôi trồng và chăm sóc khác nhau, các công ty sẽ cho ra những sản phẩm canxi hữu cơ và whey protein khác nhau. Không phải sản phẩm nào được gắn mác canxi hữu cơ hay là whey protein đều là sản phẩm tốt, cung cấp đủ được dược tính như nhau. Vậy mua canxi hữu cơ và whey protein chất lượng uy tín ở đâu? Để được sử dụng canxi hữu cơ và whey protein chất lượng uy tín, bạn nên đăng ký và mua sản phẩm chính hãng tại địa chỉ trang web www.htpsvn.saverenhealth.com. Trang web này là nơi cung cấp hàng chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Nga về Việt Nam. Sản phẩm chất lượng uy tín được người tiêu dùng ở 65 nước trên thế giới lựa chọn, hoặc bạn có thể liên hệ hotline hoặc Zalo 0913218642 để được tư vấn lựa chọn canxi hữu cơ và whey protein tốt nhất. Giá phù hợp với người Việt Nam có mức thu nhập trung bình cũng có thể sử dụng được canxi hữu cơ và whey protein để cải thiện các vấn đề đau nhức xương khớp và viêm khớp của họ. Chất lượng canxi hữu cơ và whey protein của Saverin Wellness đã được Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm kiểm tra và xác nhận. Số điện thoại và đường link của trang web tư vấn và mua sản phẩm được mô tả ở phía dưới video này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.